Tối ngày 16 tháng 3 vừa qua, sự kiện công chiếu phim bóng đè tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của nhà sản xuất Trần Trọng Dần. Dàn diễn viên bộ phim gồm Diệu Nhi, Quang Tuấn, Lâm Thanh Mỹ, Mai Cát Vi. Tại đây, nhiều nghệ sĩ ở khu vực miền Bắc cùng các đơn vị truyền thông, báo đài đã có mặt tham dự, gửi lời chúc mừng đến ekip. Đáng chú ý, mũi trưởng mũi đặc công, Thượng úy Nguyễn Việt Long cũng đã có mặt trong sự kiện lần này. Đã một thời gian dài sau khi sau nhập ngũ 2020 khép lại, thế nhưng anh vẫn giữ mối quan hệ gắn bó với Diệu Nhi ngoài đời và lập tức có mặt trước một sự kiện quan trọng của người bạn. Trên kênh TikTok của mình, Diệu Nhi đã chia sẻ khoảnh khắc nắm tay mũi trưởng cùng dòng chú thích hài hước. Trong lúc đi xem bóng đè ngoài rạp thì cậu bé đã lạc gia đình, ai biết hậu ở đâu xin chỉ dùng. Buổi gặp gỡ bất ngờ khiến người hâm mộ sau nhập ngũ 2020 không khỏi thích thú. Không chỉ riêng mũi trưởng Long, một số hình ảnh ghi lại tại buổi công chiếu phim còn có sự góp mặt của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Trái với hình ảnh quân nhân nghiêm túc, kỷ luật khi làm việc, ngoài đời mũi trưởng Long vui tính, hòa đồng. Cả ba cùng nhau đùa giỡn vui vẻ cho thấy sự thân thiết và độ lầy lội ngày nào vẫn còn nguyên vẹn khi có dịp gặp lại nhau. Sau khi chương trình kết thúc, dàn sao nữ từng tham gia thỉnh thoảng vẫn ghé thăm mũi trưởng Long và các đồng đội. Trên mạng xã hội, họ thoải mái cập nhật những hình ảnh cùng đi chơi, ăn uống,